chưa có biết thì thực sự ra Lê Văn Khoa và Ngọc Hà là cư dân ở San Diego từ năm 1979 cho đến Thanksgiving 1990 mới dọn đến Orange County. Và mỗi một lần trở về đây giống như trở về nhà, và sự đón tiếp nồng hậu của quý vị ở đây rất là chân tình. Được gặp lại những người quen cũ, nhất là được gặp anh chị họa sĩ Nguyễn Văn Mộc, được gặp lại anh chị Tạ Trương, là những người mà quen biết thân tình rất là lâu năm. Thì đối với những người Ngọc Hà có vừa nói với các anh chị là khi mà mình gặp lại bạn cũ mà mình mừng quá như vậy đó, tức là mình đã già lắm rồi. bạn mới thì chưa biết như thế nào, nhưng mà khi mà gặp lại những người quen cũ rất là mừng. Và ngoài ra còn có thân nhân gia đình bà con của anh Khoa cũng có đến, thành ra rất là mừng, rất là quý. Và Ngọc Hà sẽ xin hát một ca khúc mà Lê Văn Khoa mới vừa viết tháng 8 năm ngoái, dựa trên một bài thơ của một người mà người đó chính là bà chị ruột của Ngọc Hà. Bà rất là có tài làm thơ cũng như là viết lời cho nhạc. Và rất nhiều bài hát của Lê Văn Khoa đã phải nhờ đến người chị của Ngọc Hà. Và nhiều khi viết xong nhạc cứ gửi lên trên San Francisco cho người chị và nói là bác Hằng với bác Hằng viết hộ em lời bài này với, thế là bá lại chịu bài ngay sau là xong cái lời này. Dạ, thì bây giờ mời quý vị nghe là bài Nhớ Em, nhạc của Lê Văn Khoa, lời của Thanh Hằng và phần nhạc đệm là của Keith Symphony Orchestra and Chorus, và Ngọc Hà sẽ hát live. Thank you.
thôi.